Thế sao mày ở đây mà thằng sang đâu rồi? MrBeast. Sao thằng Sang có thằng này bay cùng chuyến với nhau? MrBeast. Darling, mày đấm thằng này ở đâu ấy? Đâu? MrBeast. Nhưng những gì tôi biết đấy là thằng Sang nó lỡ mất cái chuyến bay của nó chỉ vì mải ngồi nói chuyện với thằng này. Và chắc phải 8 rưỡi 9 giờ nó mới đến nơi. Tao sẽ làm một cái vlog mà tao chỉ nói MrBeast à. Kể cả mày phải cắt cái đoạn này. Đây sẽ là một cái chuyến đi Sapa siêu nhiều kiếp nạn thôi tất cả mọi người. Các bạn ạ, tôi vừa bị một pha và tôi chỉ có một từ thôi. Đấy là ngu. Chuyến bay trước chuyến thằng Duy. Nhưng mà tôi ngồi nói chuyện với thằng Duy, tôi mải nói chuyện quá, tôi đéo để ý là cái vé của tôi nó là ở chuyến nào, tôi lại nhìn nhầm chuyến. Thế đến cái lúc mà tôi nhận ra thì cái chuyến tôi nó bay con mẹ rồi. Mà hành lý thì tôi ký gửi, hành lý thất lạc xong rồi lại phải đi mua chuyến mới, mua vé mới, tôi phải chuyển qua bay 5 giờ tôi mới được bay tiếp. Tôi đã loay hoay ngồi đợi ở đây tầm hơn 1 tiếng rồi, nhưng mà hành lý của tôi chưa trả. Lúc đi thì tôi bay Vietjet, nhưng mà các anh chị ấy bảo là phải đợi thêm một lúc nữa. Không biết là đến bao giờ. Ngay sau khi nhận hành lý tôi sẽ di chuyển qua bên Vietnam Airlines. Tôi đã mua vé Vietnam Airlines bay về chuyến 5 giờ. Thằng chó Duy nó đã bay trước và nó đã về trước rồi. Tôi không biết là ở đấy thằng Duy nó đang như thế nào. Tao cần phải chơi xoay mẹ. Ô bắn đi bắn. Ô. Và ô văn kê sau khoảng tầm 8 tiếng di chuyển từ nhà tôi ra sân bay ngồi tất cả các kiểu 7 giờ rưỡi tối. Bây giờ thì tôi sẽ lấy hành lý sau đấy là về nhà thằng Văn Hoàng. Ở đấy là bọn nó đang tụ tập hết rồi. Anh em tôi sẽ đi ăn tối, mua đồ linh tinh rồi đến lúc khoảng tầm 11 rưỡi 12 giờ thì đấy bọn tôi sẽ lên xe để đi đến Sapa. Lâu lắm rồi mới quay trở lại Hà Nội. Em cảm ơn. 10 giờ sáng giờ đi ăn về tôi đi tắm sau chịu đéo nổi. Ok, ta sẽ bắt đầu với tiết mục review nhà HK 35 cho các bạn. Tập 1. Tao đang quay, để tao quay trước. Gặp bọn này riết, gặp chén mao, nó buồn chào, nó buồn hỏi, nó buồn đập tay. Đấy, đi xuống dần đi anh em, mày đói vã, đi đái cả. Alo, mày đang đi đái hay mày đang đi tắm? Đi tắm xong đi ăn thôi, tao đang ở ngay Yên Mô này đâu rồi. Thì ra ngồi chiêu chiêu anh em ơi, anh em đủ hết mà. Bây giờ là 9 rưỡi và bọn tôi đi khắp cái Yên Mô Hà Đông, không quán nào nhận bọn tôi vào. May quá vẫn có quán udon đây, bọn tôi phải ăn nhanh. 11:45 là xe sẽ khởi hành để đi Sapa. Bây giờ là 9 rưỡi, bọn tôi phải ăn siêu nhanh rồi về tắm. Và thằng Sang nó trốn đi mua xịp rồi, chưa đấy nó về. Nó bảo áng nó ra chơi cùng anh em tôi. Hả? Mày ăn rồi mà. Duy ăn gì đấy Duy này? Cúc. Rau cơm cá hồi, cá ngon này, cho tao xin miếng. Đây có mì trứng này. Ăn con mày nhanh lên 11:45 mà xe đến rồi đây. Mấy anh kia tập trung ăn vậy. Sao đi Hàn Quốc vui không? Mày biết vấn đề ở Hàn Quốc là gì không? Gái đều xinh lắm. Trước khi mày đi mày em mong đợi là kiểu 2m2 một đứa trông như idol ấy. Hàn Quốc mà rất đẹp, giới trẻ Hàn Quốc cả nam cả nữ. Mày đi ra đường mày đéo thấy ai nhìn giống thằng Duy không? Tao sẽ để cam đây, cứ chĩa vào mày muốn nói cái đéo thì mày nói. Chó Duy vào liếm má tao. Em tin chó. Em bắt mày nhá. Tăng kiểu. Ok nhá, chiến 10:15 nhá. À, các bạn ấy bảo Hoàng ngày mai không đi Sapa cùng nhưng mà nó ở đây để nó làm cố vấn thời tiết. Tháo dữ liệu thì mặc suit đi. Ôi mẹ gọi kìa. Quay được con đấy. Quay được không? Anh em ơi, thằng Duy ỉa thối quá. Bọn tôi vừa mới soạn đồ xong, thằng nào đây còn chưa đóng vali vào. Đâu vậy ta? Ê, có xe này. Oh shit, thế xuống anh em ơi. Thằng này đóng vali vào. Mở rèm ra nên mình ngó nhau nhỉ? Em đem tin nhau. Cái đồ đồ. Rồi sao? Em tôi là hàng xóm rồi. Xóm mà. Mr. Beast. Mr. Beast.
Ngay bây giờ chúng tôi đang có mặt ở trên xe giường nằm. Ê, đi sao nha các bạn nhá. Đây kiểu phải là lần đầu anh em tôi đi du lịch, nhưng mà đây là lần đầu anh em tôi đi du lịch cùng nhau, cho nên kiểu nãy giờ cứ háo hức như là bọn trẻ con ấy, kiểu bọn tôi lên xe nãy giờ. Xe giường nằm nha, người ta ngủ hết con này. Tôi mất đúng một ngày để di chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội. Anh em tôi đi hết chỗ này chỗ kia, người ta đuổi hết. May quá thì cuối cùng có udon thì các anh chị ấy nhận. Bọn mình sẽ cố gắng đi chơi thật là vui và quay thật là nhiều cảnh. À, các bạn hãy đón chờ đến cuối vlog nha. Nói chung ấy, đây sẽ là những cái mà trước giờ anh em mà chơi game rất là nhiều, mà đi chơi cùng nhau, đi du lịch cùng nhau thì nó sẽ là một cái hoạt động. Cái thứ nhất là gì? Để gắn kết anh em bọn mình. Cái thứ hai là để anh em mình xả stress sau những khoảng thời gian làm việc căng thẳng. Và cái thứ ba là sẽ có thêm một content mới cho mọi người xem. Thề mà nghe nói Sapa bây giờ đang lạnh khủng khiếp luôn đấy. Hình như nhá là bộ tôi chuẩn bị đến một cái khách sạn 6 người một nhà vệ sinh. Ui nghe được vậy đấy. Thằng Đa Linh nó có ở Lào Cai, nó có ở gần Sapa và nó bảo là trên đấy eo ơi lạnh lắm. Nhưng không sao, đây sẽ là một cái trải nghiệm mà chẳng mấy khi đúng không? Bọn tôi chơi nhau đến này tầm 7-8 năm rồi. Và cũng có những cái mà tôi cũng muốn có thể gọi là có thêm khía cạnh mới cho các anh em viewer hay không? Tao có một cái rất là muốn các anh em viewer biết về anh em bọn mình. Bây giờ đang là bao độ đấy? 13 độ. 13 độ này thoải mái rồi. Đến Đà Lạt rồi á? Ê từ từ nhá, ở đây nhá là có biển cấm lửa này. Không cấm bất đăng ly ở đây anh em nhá. Mày ngủ đủ à? Chân nó quá dài cho cái chỗ đấy để mà ngủ đủ. Tao làm sang ôm nhau ngủ phê vã. Hình như tao mày ôm nhau ngủ vã luôn. Ôm nhau ngủ. Đây, mẹ một tay đẩy vali, cứ phải một tay cầm máy quay giống tôi ở đây. Mày, mình bị bỏ lại rồi, giờ anh em sẽ lạc đây cả đời. Nó bé người ta không được. Mày làm lại được không? Sáng nay bọn mình sẽ đi ăn phở nhá. Hiện tại đang là 5 giờ. Thôi mà đang quay rồi. Đã đến homestay và... Máy quay được mà. Anh em sẽ ngồi nghỉ ngơi một tí, xong rồi đi kiếm cái gì ăn. Hài phết. Làm cái gì vậy? YouTuber sang Trần nha mọi người. Subscribe cho MrBeast Nguyễn Duy nha anh em ơi. YouTuber sang Trần nha, kênh 300.000 sub, HK15 400.000 sub nha anh em. Bây giờ là buổi sáng em đang đi tìm phở gà Hà Nội ăn. Xong rồi buổi trưa nay là tìm bún chả Hà Nội ăn này. Xong tối em tìm KFC Lotte hoặc McDonald's ăn này. Xong bún. Phở. Thơm. Búng nó. Mọi người hãy xem stream Darling thật nhiều để anh ấy có thể thay được cái điện thoại mới. Trông hài. Chưa biết được à, từ giờ đến trưa tôi phải ngồi ở đâu. Tại vì 12 giờ trưa mới được check in vào lấy phòng anh em. Các bạn ơi, thằng này thằng con chó này ăn phở không hành nhá anh em nhá. Mang vào sao. No hành, no problem, ok. Đậm vị. Có vị. Đậm vị. Rớt sau đây các em này. Thằng Long trông kiểu nó sợ bắt phở cắn nó hay sao. Phở gà. Ngon thật mà em, con này nổi tiếng Sapa đấy. Cứ sợ phở này em lại mà anh. Đấm. Mày hai vừa cho mẹ vào đi. Ê, ăn sáng xong rồi, về đi ngủ thôi. Ui, chơi trông ảo nhở. Trông ảo ảo, mỹ mỹ. Ô, ghế gaming luôn này. Ôi trời lạnh quá, bạn ơi bạn bị lạnh à, Tại thở khó nhiều quá mày. Đáng nhẽ là mày. Trời lạnh quá. Ngựa mát anh em nhá. Ồ. Chó. Bún pha à? Trông mùi. Mày ra mày chào nó đi, xem nó đừng nó không đái mày. Oh. Được rồi anh em, bây giờ là 12 giờ trưa, bọn tôi còn ngủ một giấc ở phòng nghỉ. Thực ra chưa nhận được phòng, 14 giờ chiều mới nhận được phòng. Nhưng mà may quá cái chỗ homestay họ lại có phòng nghỉ, nên mà anh em tôi vào đánh.
đến một giấc từ 6 giờ sáng. Tức là vừa ăn phở xong phát về phát nằm chết. Tầm này đã có phòng để vào ở sau tử tế chưa? Câu hỏi hay yếu ạ. Tí mở chừng cái mắt là giống như meme của nó vậy. Điên lẩu thôi, điên thằng cố đây mọi người ơi. Dậy đi. Đúng không Hiếu ơi? Mở cửa bố mày. Mở cái cửa đi nào. Bố ơi vào cho cú lấy content. Ăn đủ. Kìa. Các em cứ tắm đây là riêng làm gì là phải tắm riêng đây. Riêng làm gì phải tắm đây. Ê phòng này ba thằng tắm một lúc được đấy. Ê là tắm chung không? Không. Không. Có. Bên khu này là khu gì không? Mày quá muộn rồi, tao đã khai trương phòng này trước mày. Ôi. Đi ăn xong về anh em làm thêm giấc nữa đi. Lên đây đi ăn đi ngủ như là. Chúng mày mafia lắm Giang ơi. Chuẩn bị khử ai đó. Mày quay này để quay MV á. Không phải mấy máy quay của cầm như này này. Quay nó mới gọi là tối nhà mình đi từ từ đấy ra. Đi bộ ra. Sau rồi bạn thích đi xuống chọn hình rồi lại ăn uống có rất mình à. Rất thích à. Ua. Đến lại thù kiểu. Ua. Anh em nhìn giới trẻ bây giờ này. Đã lên ở trên chỗ mày cứ rồi. Tao ở thành phố. Đâu? Đâu? Đậu hũ ở đây. Chuyện đấy. Đậu hũ, đậu hũ chiên. Đậu hũ. Đậu hũ chiên. Đậu hũ, đậu hũ. Em bảo hỏi tí phải vì lóc này về định mấy năm nữa chứ. Em về em bắt ngay em editor xử lý luôn. Xe máy nhà Darling nhá mọi người nhá. Phương tiện di chuyển nhá. Tìm chết. Tìm chết ngựa. Cho 100 nhá, 100. Mấy thằng uống bò hốc điển danh ấy nhỉ. Ăn giống như dê mà nó có phần nó nồng, nồng hơn. Ê, em bản thân em không thương bản thân cho các mình. Ếch suối ngon quá. Thứ nhất của Đức Long. Suối ngon quá. Cá suối ngon quá. Dê. Cái này bắn dây nịt mà. Cái gì? Đi. Bắn được đâu, uống kìa. Lên đánh đang rửa mặt đi ngủ phát. Ngày mai bọn tôi sẽ đổi homestay. Tại vì homestay này không có view. Tối nay tôi sẽ đi chợ phiên. Giờ là về ngủ rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối. Các bạn đừng có đánh giá mấy thằng YouTuber đi chơi với cái bộ dạng lúc ngủ lúc tỉnh thế này. Nói chung là thời tiết Sapa tầm chiều chiều bắt đầu sẽ có sương mù. Bây giờ mày mới lên. Bây giờ mày mới lên. Silent Hill à? What the fuck man? Bỏ máy ảnh xuống, bố ảnh chú ảnh cho. Cho em biết thẳng giá nhỉ? Dậy đi ăn cơm em mấy anh kia. Dậy đây. Dậy đi chợ. Chợ gì nhở? Anh em ơi, thằng này lại quên xịp ở nhà. Đúng là lâu em ơi. Thằng đã lình trùng giao diện hài phết. Kiếm được cái gì thì ăn cái đấy chứ bây giờ cũng chả có lịch trình gì đó lắm. Lạnh điên. Ôi Long ơi, đúng rồi, cứ cúi đầu xuống hiểu mấy thất tình ấy, đúng rồi Long ơi. Hiếu bây giờ ta ra bốc giáp mày cái mày cũng phát hiện ra tao đâu nhỉ? Hiểu nhỉ? Ừ, đúng. Lạnh va đi. Sương mù xung quanh nó là hạt nước ấy, nó tấn công thẳng vào bên trong khe hở trên người mình. Ăn thử đi các bạn ơi, có trong các bếp lợn, các bếp bò, các bếp. Ngon bằng nhỉ? Ừ. Ừ. Bánh này tên là bánh gì chị? Bánh hạt rẻ. Đây bánh hạt rẻ. Kiểu ngậy ngậy. Ăn ngậy, và nó ngọt về sau cơ.
Thế là tôi để cho mấy anh em bên kia chọn đồ ăn. Hội những thằng có chính kiến. Đấy, cho mấy anh em kia chọn nhá. Đây đây, chấm này. Trông như có xuất ba. Thắng cố. Ăn được thằng cố đầu tiên thì ăn ngon phết. Ăn giống cá vậy. Giống cá mà. Vị của nó chẳng giống ngoại hình của nó một tí nào. Tao tưởng đấy tóm mỡ hay cái gì. Bánh bao. Cá anh em ơi. Quý em à. Năm. Thằng này quên xịp. Thằng này định lôi xịp ra cứu. Quên nốt. Thằng này hôm qua mới mua xịp, mới toanh định cho ngày mượn. Quên luôn. Vô đây. Ba. Vô đây. Ba. Vô đây. Xe ba. Nó bịp mày đấy. Nhớ về thành phố New York gì không? Nhớ về người dân New York. Mày phải bảo vệ người dân New York họ. Đôi. Đôi. Thầy hiểu anh là thằng Đa Linh mà. Đau. Đau. Ngựa mày biết nói đâu đâu gì. Lấy ốc đi qua, lấy bà đi. Đau. Vẫn ngủ ngon nhá. Vẫn ngủ ngon nhiều nhá. À, tôi vào phòng ngủ của tôi. Trời ơi, có ướt không ấy? Có ướt à? Để vào coi. Rủ nhau sáng dậy đi Phan Xê Păng. Nhưng mà 12 giờ trả phòng của chúng mày 11 giờ rồi. Wake the fuck up. Yes. Không thấy một cái gì luôn mà. Silent Hill. Nó ngay bên trước mặt rồi. Anh nhìn thấy không? Thấy, nhìn thấy không? Thấy. Thấy gì? Thấy cái... Mày nhìn bạn bên này này. Toàn cây chả thấy gì. Phở cuốn sủi anh em nhá. Chỗ nào quán? Đừng quả tao con lòng mình hiếu lên trên tầm thượng quả view. Mai em. Đồ ăn chi xe rất ngon các bạn. Ồ. Bốn thằng một ghế và một đống vali đằng sau. Yes sir. Tôi nhìn thấy gì luôn. Không biết chú lái xe của gì anh em ạ. Không thấy một cái gì được chưa. Mèo kia. Sao nó to thế. Nâu quá béo. Hello. Hello. Mèo. Mèo. Đây sẽ là chỗ mình ở nha mọi người nhá. Cho Duy đang sang ở với nhau ơi. Sao. Thôi kệ. Tôi đi. Nhà vệ sinh có cửa ạ. Nguy hiểm vậy. Để chúng tôi sẽ ở cơ bản này là vậy. Thế nhưng bọn nhện tôi nhìn tôi tưởng là thế biết. Một nhện đâu hết rồi. Là mang nhện. Nghĩ là mang nhện sống được trong cái quả này. Một view điên thật. Thưa tất cả các bạn, chúng ta có một con mèo rất là béo ở đây. Mèo. Không phải con mèo này. À. Ôi, nó di chuyển luôn mà. Nó biết di chuyển này. Bên cạnh có hai cậu bạn trông cũng khá là vui. Sướng. Ai à? Ai à? Ngu. Chó. 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 Ồ. Yêu thế. Bye bye. Đây này, đây này. Đây này. Cái con này vừa đi lội rồi. Thôi nào ơi, bên này nhá. Là cọc. À. Còn bên kia là cọc. Đố mày biết được lần trước mặt mày là cái gì luôn rồi. Tao đố mày biết khủ trước là cái gì luôn. Trước là một cái hồ mày ơi. Giờ chỉ cần có tí gió luồn qua thôi mẹ tôi sẽ head up lên. Một pha mà tôi vỡ tan rồi. Đang cực kỳ lạnh. Tay cứng hết lại rồi. Sướng nó đọng lại nó cứ tấn công mình. Trứng nó nóng không? Trứng này nóng không? Ôi trứng nóng quá. Oh. Kiểm tra đây. À, nó chạy, nó đòi lại rồi. Ấm không? Ấm không? Ấm không? Nóng. Nóng. Mày phải đưa liên tục như này nó không nóng rồi. Ô cứng đấy. Ô. Quay rồi. Ôi nhìn ngon nhá. Yes sir. Sapa bây giờ đang khoảng đâu đấy 7 độ. 7 á? Thực sự là 7 không? Ê yo. Bọn tôi đang đi cà phê và tôi ra gọi cái gì đấy thật là lạnh để uống cho nó mát. Tại vì thời tiết giờ đang quá nóng. Sapa giờ đang quá nóng mọi người. Bên trong phải ấm không mọi người ơi?
được cứu rồi. Cho mình một cacao nóng nhé. Cho mình thêm một cacao nóng nữa. Có gì ngọt và ấm nhỉ? Đấy, cacao nóng. Như kiểu trong khi người ta bật người ta bật điều hòa sưởi sẵn ạ. Phê. Ôi thế giới khác, trời ấm quá. Ấm quá anh em ơi. Ra ngoài nữa đâu. Thế hai mẹ. Mày quay gì đây? Quay lịch trình. Anh em tôi quyết định làm tí bia trong lúc chờ đến giờ ăn cơm. Thì anh em tôi sẽ đốt lửa trại. Nhưng mà cũng hay, nhưng mà quả kia cũng hay, cũng hay. Bảy độ mọi người ơi. Nhanh. Và đây là con mèo. Chọn vụ. Nó chạy bắt rồi. Thằng Sang vừa ỉa ông đây đúng không? Anh em mình đi chơi này nhưng mà nhìn qua camera thế nào mà lột tả hết được cái sự vui ấy. À, cái gì? Bạn khỏe không? Chưa đi ngủ anh em tôi nè. Của nó. Anh em nhìn này. Chắc là thôi hôm nay sẽ ở lại quanh quanh khu homestay, quanh quanh khu lèo này để kiểu làm talk show, quanh mấy cái vui vui linh tinh anh em với nhau rồi chứ. Tôi quay được ít nắng ở trên kia nhưng giờ cũng không thấy một gì nữa rồi. Đây. Mưa tít. Thôi thời tiết này chắc là tôi vào tôi ngủ tiếp đây. 9 giờ sáng mà vẫn không thấy cái gì hết. Hey, chúng ta có một ít nắng ở đây này. Tôi quay cái này nhưng không thể lột tả hết được. Những gì tôi nhìn thấy bây giờ nó quá là đẹp. Tại sao view của anh em mình ngủ nó không như thế này nhở? Ủa, nó lại mù. Nó lại mù ơi. Đẹp không gì? Đây là phát xe băng mà. Không. Tao vẫn đang ở đây. Xin mày. Xin chào trên tầng mây. Yêu em. Cho anh được yêu mãi rồi. Vì từ xa em lại cười ta. Anh sẽ nhớ. Hôm nay mình nhìn thấy hồ mọi người ơi. Hồ mới đẹp nhở? Hôm nay mình nhìn thấy hồ. Hồ thấy xương cơ. Chúng mình sẽ có rách 97 nhá. Hôm nay ăn cơm với rách 97 nhá. Hồng trần bên đôi cánh tay. Hòa đời em trong phút giây. Trộn nha, nhớ trộn nha. Nhiều cam đây đấy. Paparazzi. Thì vâng. Nói chuyện tao hay không? Nói chuyện tao à? Không. Nói chuyện với Kevin đây à? Nói chuyện với ai mày? Không. Anh em đang làm quay gì đấy? Quay gì đấy? Đây là cái bạn. Hai tuần camera. Chào bạn nhá. Giống như một hiếu quá thật. Nhưng mà tao vẫn đã ở đây. Làm công việc mỗi căn phòng khác
Alo để anh em cùng đợi ăn con nghe nói chuyện với tay đi con. Con thôi nghe nói chuyện với tay đi. Con anh em ơi. Tạm biệt Sapa, về rồi. Còn sang à? Tôi đây. À dạ, tôi tìm giày, bạn có chỗ nào mua giày đẹp đẹp tí không nhỉ? Tôi không có đây. À. Tôi khoe luôn, tôi vừa bốc một đôi bên chợ, gọi là hội chợ triển lãm giày. Hội chợ triển lãm giày quốc tế luôn á. Bạn mới có thể check qua cái độ đẹp chứ. À đủ. Wow. Má brand new effort, má vô dép đào luôn này, sợi rồi. Wow. Bạn này muốn mua bao tiền đấy? Ủa, dạ mà. Yes sir. Bạn bước lại chỗ tôi mà nói chuyện. Mình đi giày này là mình chỉ đứng đây cho mọi người xem thôi. À chỉ đứng đây mọi người xem thôi đúng không? À ok. Cảm ơn bạn nhá. Cảm ơn bạn. Bạn mày chia sẻ thôi nhá. Ok. Ui, đôi đẹp đấy. Bạn gửi link tôi cũng được. Đúng rồi. Tuyệt vời. Vâng. Mày thôi xong rồi, tao thấy có gì nó đéo ổn lắm rồi. Ba đó. Chuẩn luôn. Yeah.